Xin chào tất cả các bạn, mình là ma sói Simi nè. Wow! Xin chào các bạn, còn mình là Camui ma sói nè. Và bọn mình là bộ đôi Cute. Nhớ intro. Ok, hello cả người là Simi đây. Nho và chống sự video của mình và chống sự video cùng với chị Camui. Thì ok, như các bạn đã thấy, hiện tại mình với chị Camui đã trở thành em bé ma sói. Đó, trời ơi, nhìn hai đứa này băng mặt khắp nơi luôn, kiểu như mới đánh lộn xong các bạn ơi. Trời, nhìn mặt mà sưng lên các kiểu luôn đấy. Gọi là để sắp tới chào mừng cho gọi là cái ngày Halloween á. Năm nay mình với chị Cảm ơn sẽ hóa thành em bé ma sói. Ghê chưa. Wow. Ngầu không. Trước khi bắt đầu video này thì các bạn cũng đừng quên cho mình một đăng ký. Và sau khi nhấn nút đăng ký thì các bạn cũng đừng quên lắc chuông bên cạnh, bấm tất cả những video mới nhất của mình sẽ thông báo cho các bạn nha. Đấy các bạn nào, hôm nay mình với chị Cam hóa thành em bé ma sói này cực kỳ ngầu luôn. Đó mà xin mày. Ơi, hóa thành ma sói xong rồi chúng ta làm gì vậy? Như chị đã biết, hôm nay hai chị em mình biến thành em bé ma sói. Thì hôm nay hai tụi mình sẽ thử thách gọi là sinh tồn như gọi là một con sói vậy. Đó, hôm nay hai chị em mình sẽ gọi là vào rừng, vào rú. Tụi mình sẽ ăn cám sù, cám heo. Eo tụi mình sẽ kéo cái gì mà cám sù, cám heo thì không đồng ý à. Mình lại chúng ta biến hình, chúng ta biến thành con sói. Chứ không phải là chúng ta biến thành trò sói thật đâu. Mình chơi cái trò cám lợn, cám heo. Đấy, dạ, tụi mình sẽ gọi là vào rừng mà săn thú các kiểu. Và tụi mình sẽ gọi là gì ta, sinh tồn như một con sói. Và lúc vào buổi đêm nó sẽ kêu đồng loại bằng cách có luôn hả? Có, đó là gọi là cách gọi là sói kêu đồng đội. Đó, nói chung là hôm nay gọi hai chị em mình sẽ sinh tồn mà. Đấy, và hôm nay em với chị em sẽ rủ chị tới một nơi sinh tồn rất là nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm luôn, để gọi là gì ta. Đó, thì ok, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho hai em bé ma sói Simi và Camui nha. Ủa cái gì vậy? Ủa, chị không muốn nguy hiểm đâu, tìm chỗ là an toàn mà chơi thôi. Trời đất ơi, sắp tới á là Halloween rồi á, chị mà sợ như vậy làm sao chúng ta có thể xứng danh là ma sói gọi là đáng sợ được. Thôi, không có lo, nếu mà chị có chuyện gì em sẽ lao xuống, em sẽ cứu chị, nên chị yên tâm, em sẽ không bao giờ bỏ chị đâu. Đấy, được chưa? Thôi rồi, chị tin tưởng em đấy nhá. Rồi, ok, rồi bây giờ mình sẽ chở chị Camui đi lên các bạn ơi. Rồi, đi thôi. Rồi, đây sẽ là một chuyến hành trình rất là bá đạo nha mọi người. Ồ quên, nhầm hướng, đi hướng này. Rồi, ok, sắp tới. Ê, trời ơi, đừng có cắn luôn mà. Dạ chị, đi nhanh lên. Chị ơi, đi nhanh lên với con cá mập nữa. Chuẩn bị thịt em rồi nè. Trời đất ơi. Rồi, cố lên nào các bạn ơi. Trời đất, thịt con. Trời, tại sao lại đi vào một cái nơi con siêu to khổng lồ như thế kia? Trời. Cố lên chị ơi, cố lên. Đây, lên đây. Đó. Ok, xin giới thiệu với Camui, hôm nay em sẽ rủ chị tới một cái đảo toàn là sự nguy hiểm, thấy chưa? Toàn là cá mập không? Đó, ghê chưa? Sao tại sao chúng ta lại đến đây chị? Ồ, khoan đã. Chị nhớ là em bảo chị là chúng ta đến rừng rú cơ mà. Nói chung là em thấy rừng rú nó không gọi là nguy hiểm bằng gọi là cái nơi này, nên có định rủ chị ra đây để tụi mình gọi là thử thách gọi là trò chơi mạo hiểm. Đó, hôm nay chị và em sẽ gọi là chơi liều đúng không? Tức là hai chị em mình gọi là gì ta, toàn là gì ta gặp nguy hiểm không á. Đấy. Đó. Ồ, hên quá trời luôn. Ok các bạn, bây giờ hôm nay mình với chị Công sẽ sinh tồn trên gọi là cái đảo cá mập này nha mọi người. Trời, cái đảo gì mà ghê dễ sợ luôn á. Ủa, chị tôi đâu? Chị làm gì vậy? Chị làm cái gì vậy? Tại vì chị thấy một con ở phía đằng dưới kìa, ai ngờ đâu có mấy cái con nhỏ nó đi theo đằng sau ba. Trời đất ơi, người ta chị đọc chúng nó lại, nhìn chị này. Đây mới gọi là can đảm, em hiểu không? Ok. Bây giờ chị muốn chết ngu hay là chị muốn chết tốt vậy? Alo, trời đất ơi, chị thể hiện gì vậy? Thôi bây giờ đi sinh tồn nè. Đó, bây giờ việc của chị là với em sẽ gọi là đi phá mấy cái cây hoa nè, mấy cái hoa này nhìn không có gọi là nguy hiểm gì hết trơn. Mình phải sinh tồn làm sao nhìn cho thật nguy hiểm. Đấy, đó là cách sống. Không phải các bạn, chị định làm highlight phải không? Em biết cái highlight mà kiểu nhảy xuống rồi nhảy bụng ở đây cũng có này. Ai có cá cảnh mà đẹp dữ vậy? Chơi cá cảnh mà hằng hiệu luôn á ba. Trời đất ơi. Vâng, Camui cứ định dùng súng gọi là gì ta, dùng súng gọi là để bắn mấy con này luôn. Thôi bây giờ chị nên dựng lều trại đi Camui, chứ không là tới tối là không có giường để ngủ đâu á. Đấy. Ok. Rồi, ok, chúng ta có gọi là đất. Ok. Bây giờ chị Camui, bây giờ chị hãy dùng gọi là cái này để chặt mấy cây đi. Đó. Để chúng ta lấy gỗ. Đó, ok, các bạn thấy cái mà tụi mình sinh tồn nguy hiểm không?
Cái cây đấy chặt lâu quá, chặt cây này cho dễ là em. À, cây trúc à. Ồ, hợp lý á. Ờ, hợp lý. Trời ơi, chặt một phát là cây trúc rớt hết trơn luôn. Rồi. Cái gì vậy? Lúc, ra đây nhìn, Trời ơi, cái gì vậy? Siêu to khổng lồ. Trời đất ơi, cái cây mía gì là dữ vậy? Trời đất ơi. Cái này ăn chắc gọi là năm sau không hết luôn các bạn ơi. Ôi. Không rồi, em có muốn chặt thử không? Ừ, ok. Bây giờ chị chặt đi, em sẽ nhìn từ xa review nha. Ok. Ok này, chuẩn bị nè. 3, 2, 1, chặt à. Wow. Ôi, ôi, như mưa luôn á. Ôi, như mưa luôn các bạn ơi. Hay, em sợ. Hay, bây giờ xây nhà đi. Trời ơi, tới tối là em sợ là có mấy con vật gọi là dễ thương xuất hiện nữa. Nó cạp hai chị em mình đó, chị Công Huy ơi. À, chị lại thấy là phía dưới nó có nhiều miếu. Chị muốn nhảy xuống nhưng mà chị sợ chúng bọn... nó ra luôn nè, thôi không bỏ đi. Trời ơi, cái đảo này là sự nguy hiểm các bạn ơi. Này các bạn muốn chơi thử các bạn đừng quên đa map này nha. Ok, UD của map này là gì đây? Đó chính là 15303438. Đó, để các bạn đa map này chơi nha. Trời đầy sự nguy hiểm luôn. Ok, cảm ơn, đây là tre nè. Đó, chị dùng đi. Đó, mà em nghĩ số lượng tre nó rất là ít nên cũng không thể xây được nhà. Nên mình nghĩ mình sẽ gọi là gì ta, xây một cái nhà phụ nữa. Ok, mình sẽ chế tạo một cái bàn chế tạo nè. Đấy lại chịu chị em mình ngồi chơi chứ không làm gì hết trơn á mọi người ơi. Trời đất ơi, tôi thấy khổ gần chết. Mình nói cho cố vô xong không làm gì hết trơn á. Trời đất ơi. Trời, sắp tối thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải xây nhà đúng không? Đó, dù là ma sói nhưng cũng phải biết xây nhà nha mọi người. Đấy, ok ok. Em bé ma sói Simi và Kami sẽ xây nhà cho mọi người xem nha mọi người ơi. Ok, được rồi, mình thấy cái video này rất là đẹp nè. Em nghĩ là tụi mình nên xây nhà ở ngoài cho đẹp cơ. Mình chỉ xây trong cái miệng của con kia. Nhìn nó không có dễ thương gì hết trơn á. Đấy, đó là con okay. Điệp. Đó là con điệp của em nha. Đấy, ok, được rồi. Chị sẽ xây một cái căn nhà vuông nha em. Còn em xây như nào thì chị cũng không biết nha. Ok, ok, được rồi. Mình xây một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh ở ngoài viền gọi là đây nha mọi người. Ok, được rồi, chúng ta sẽ gọi là chế tạo một cái gỗ thôi mọi người. Nãy chưa là ngồi gọi là chặt gỗ là nát cả cái tay bằng tay của mình rồi. Ok, chúng ta sẽ... Ủa, chúng ta có 64 cái gỗ rồi các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ xây một cái lều trại bằng gọi là gỗ các bạn ơi. Đấy, nó rất là original nha mọi người. Rất là tự nhiên. Đấy, rất là thiên nhiên luôn. Rồi, ok, ok, xây nhà thôi các bạn ơi. Trời đất, túi thui rồi kìa. Trời đất, tôi sợ quá trời luôn á. Ok, mình sẽ xây cái này lên nha mọi người. Đó, xài. Ma sói cũng biết rồi. Ủa gì à, con ơi? Chị vừa thấy em bị mất máu. Ờ, dạ. Trời ngon. Ờ, thì em bị nhảy xuống em rớt. Thì đương nhiên bị mất máu thôi. Quá em. Ôi, mình biết một thứ cha có thể giúp chúng ta gọi là xây nhà á mọi người. Đấy, đó, hợp lý phết. À, sao mình nói câu này nghe hơi bị đâm một xíu nhưng mà thôi. Thôi chị không cần phải suy nghĩ gì đâu, đó chỉ là một câu nói dốc của em thôi mà. Của em dốc à? Đúng rồi, em đang dốc rồi, mình đang dốc rồi các bạn ơi. Ok, thì mình nghĩ mình cũng phải đào khoáng sản rồi các bạn ơi. Chứ giờ cái nhà ở tối thui rồi, giờ không biết là mong là nó sẽ không gọi là quá túi. Đấy, ok. Rồi, tôi xây cái nhà rất là nhỏ luôn các bạn. Còn như nhà nó hơi nhỏ quá các bạn ơi. Hình như nó nhỏ thiệt các bạn ơi. Hôm sau tôi có cách gọi là chế tạo ngôi nhà nó sẽ rộng hơn. Đấy. Chị ơi, hình như là trời tối rồi đúng không chị Âm ơi? Đúng rồi, trời sắp tối rồi á. Em mong là không có con gì dễ thương ra cả hai chị em mà nhờ. À thì chắc là vậy. Ờ, chắc là vậy. Nói chung là mình cũng mong là không có con gì nó dễ thương nó ra cả hai chị em mình các bạn ơi. Rồi, đó, chúng ta xây xong cái lều này các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng gọi là cái này lấp lại nè. Đấy, rồi, trời tối thui luôn. Rồi, ok, tối thui luôn luôn. Tối thui luôn. Chết rồi. Có chuyện không làm rồi. Bây giờ là mình sẽ đi đào gọi là gì ta. Mình nghĩ mình phải đào xuống cái này một chút để mình gọi là chế gì ta. Đào khoáng sản khai thác các kiểu các bạn ơi. Ok, em trời sẽ... ơi, má ơi, ban ngày thì má không đi. Đến buổi tối đến là má đi là sao hả má? Giờ tại trừ hai chị em mình ngồi chơi chứ có làm gì đâu. Dịu thôi chứ sao. Đấy. Rồi, giờ là không biết là có thang hay có đá gì không nè. Bây giờ có đá không có thang thì chắc hơi mệt á. Đấy. Rồi em nghe tiếng gọi là tốt lành rồi đó. Chị Cam Huy sống tốt nhá. Tiếng gì vậy? Em nghe tiếng gọi... em nghe tiếng con zombie. Đấy. Nó cười em á. Cái gì vậy? Trời đất ơi, cái gì mà chị nhảy đành đạch vậy? Có em ở đây mà. Đấy, thấy chưa? Rồi không? Chị Cam Huy, chị Cam Huy phải bình tĩnh để gọi là giải quyết sự việc. Nhưng mà tình hình là em muốn đóng cửa thả chó á. Ủa, xem nghe tiếng con creeper vậy. Chứng bom chứ.
Em nghe con chuyện bom ở đâu đấy? What the heck? Chị biết cách sống rồi, chị không cần Camilla, chị nhìn cái con mập đầu kia đây. Cái đầu xanh. Ok, chị quyết định lên đây là đúng đắn em nhá. Em cho em lên trong ơi. Cho em lên rừng sống với chị. Em sợ. Em ơi, gì vậy? Sao em bảo là em sống ở đây cho nó nguy hiểm quá. À, Camilla, mình có thể đi ngủ ngoài đúng không? Chị ơi, đi ngủ chị ơi, chị ơi, đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ. Đi ngủ được mà. Đi ngủ. Rồi, ok, rồi đi ngủ. Rồi, hên quá. Trời ơi, các bạn ơi, em tưởng hai cha mình chết ở đây. Rồi, tụi mày chết chắc rồi. Này thì trứng bom mà, trời ơi, nó chết tùm lum luôn các bạn ơi. Ủa sao trứng bom nó sống hạnh phúc trên kia vậy? Trời ơi, nó bất công. Gì đâu? Bất công dữ rồi à. Ok, bây giờ em sẽ vẫn đang đi mai nha, em không thèm cục thang nào cả. Oh my god. Em mới tình thần là chị em mình sẽ bị gọi là gì ta? Thiếu thốn gọi là tài nguyên khoáng sản trong cái thế giới này á. Đấy. Rồi ok chị có muốn bây giờ chị và em có muốn đi quanh cái khắp bản đồ này xong rồi đi về không? Chứ em thấy chỗ này nó cũng hơi bất buồn rồi á. Ok được rồi, bây giờ mình sẽ cùng đi quanh khắp thế giới. Chị con em sắp chết rồi chị ơi. Là sao? Tại sao? Ủa cho nó ăn gì? Thật ra chị cũng chả biết. Trời ơi bây giờ nó còn ba đây có quả dại này cho nó ăn thử coi. Ok quả dại nè. Ok con ăn quả dại em con. Nè. Ờ nè. Đúng à. Ờ sao? Không sao không sao. Mình mà sẽ đi tới. Em thấy hồi nãy có một cái thuyền, chị để ý có cái thuyền không? Ở đây mình sẽ tới cái thuyền này nè. Đấy. Đâu. Rồi, mình sẽ đi tới cái thuyền đó thử nha mọi người. Ok. Đi. Đi thật nhanh đi. Ok, em còn 30 máu thôi là em chết luôn chị. Đấy, ok mình sẽ tới em cái. Em đi chơi thuyền trên thao cầm viên. Em thấy là xung quanh này nó giống ghê chị, nó giống sắp chết luôn. Ok em sẽ. Giống thao cầm viên không? Ok. Hay quá trời. Em suy nghĩ coi cách đi lên này. Ok. Làm sao đi lên này? Thì đương nhiên là không lên được rồi. Bây giờ mình làm sao đây? Từ. Đâu rồi, để chị đây. Nhìn. À đây. Đây, ok. Có cách rồi, bây giờ chị đặt vào cái này đi. Chị đặt được không? Chị đặt đâu? Ok. Được rồi. Ok, chị lên đây này. Em xây chị cái thềm nè. Đây. Ê, tính ra tại sao nó cắn em mà không cắn chị ta? Chị đừng có nói để em buồn lắm. Rồi, ok, lên chị cầm ơi. Đó, ok các bạn, bây giờ mình với chị Camu sẽ lên cái thuyền triệu bạc này, nó có gì không nha. Hello. À, xích tấu chỗ này thoải mái lắm luôn á em. Camu, em kiếm được cái gì nè. Oh my god, cái gì đây? Kiếm. Để coi. Hay cha. Ok. Thôi, em cho chị xài á, em không xài đâu. Nè. Sao vậy? Em... em thấy nó xịn quá. Em thấy nó xịn quá, em không muốn xài nữa. Mà là sao? em dùng một cái chiêu của nó, em phải mất một phút để hồi lại chiêu. Nên thôi em quyết định nhường lại cho chị nhá. Ok. À tức là cái gì không hay là không hay là nó mất lại cho mình. Còn cái gì hay là nó đã giữ lại rồi à. Ok, được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua chỗ khác mọi người ơi. Chúng ta... à, còn mình hồi sinh rồi các bạn ơi. Ok. Với chị em sẽ tới một cái đảo gọi là đảo mặt trăng hay sao không ơi? Tới làm có luôn á hả? Có, em thấy mà. Đi. Chỗ này nhiều cái lắm. Rồi ok, bây giờ mình phải cẩn thận các bạn ơi. Chứ con tôi mà chết nữa là tôi hết muốn sống luôn á. Ok. Đi thôi, đi nhanh lên. Nó cắn em nữa. Ủa, what the heck, chị Camu đang đứng kìa. Trời ơi, nhìn hay vậy. Hả? Em đâu nhìn chị đang... Sao, chị ngồi mà. Không, em thấy chị đang cười đứng. Đấy, nhìn dễ thương quá. Không thấy được ta. Đây, đi hướng này. Đi vòng cho nó nhanh. Chứ đi đấy nó lâu lắm. Đó. À, ok. Rồi, ok. Đi vòng qua đây nè. Đó. Ok. Rồi, trời mấy con này nó ghê quá. Đồng loại của Sami ghê quá trời luôn các bạn. Ok. Em mấy con bé của chúng ta có thể đi lên bờ à? Không có gì. Có gì Camu hay quá à. Đó, thì đã bảo là có cái đảo mà. Đấy, ok. Cái đảo này hay hả? Đảo ở đảo mặt trăng. Lên đây. Rồi, ok. Ồ, đây là cái đảo. Đảo tuyết à? What the heck? Đảo này hợp với em nè. À, đảo hợp với em á. What the? Ủa sao cái gỗ nó mỏng manh vậy? Chị đụng thử coi. Trời ơi. Wow. Cái này đâu phải gỗ đâu, đập phát biến mất à. Ờ, à, chắc là một cái khối gì đấy, của gì đó. Cái gì đây? Trời ơi, nó ghê dữ vậy.
Ok, chúng ta có vẻ cái đảo đấy có vẻ rất là giàu các bạn ơi. Chắc là em nghĩ là hai chị em mình sinh tồn như này là được rồi các bạn ơi. Hôm nay hai chị em mình khám phá cái đảo này không hiểu ra tới cuối video hai chị em mình mới ở tới cái nơi tuyệt vời nhất. Ok các bạn, thì chắc là mình nghĩ video của hai chị em mình như này thôi. Các bạn thấy như nào, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho hai bé gọi là em bé sói Simi và Camu nha mọi người. Wow. Ủa chị đi luôn hả? Ủa chị đi luôn hả? Em nghe sói lên hẳn mặt trăng không? Alo? Chị lên mặt trăng luôn hả? Ừ các bạn, bây giờ hai tụi mình sẽ đi về mặt trăng, đi về nhà bằng cách dùng gì ta con tàu này nha mọi người. Ok bye bye à nhá, đi về thôi. Bye. Đi về. Bye bye. Anh em tao không có nhiều tiền và không thằng nào là người nổi tiếng, nhưng mà bước cùng nhau trên chặng đường dài, tương lai dù sai vẫn không nói phiền. Chỉ cần động một thằng bọn tao thì bảy mũi lao còn lại đồ chiến. Dù anh ti có luôn soi mói thì anh em tao vẫn chung một thuyền, vì đó là cách sống anh em bọn tao. Dẫu thất bại thì vẫn đi cùng nhau, không bỏ.